Chào quý vị, mọi nội dung trên kênh này đều được bảo vệ bản quyền trí tuệ. Vui lòng không sao chép hoặc sử dụng bất kỳ phần nào của video để tránh những hậu quả không mong muốn. Xin cảm ơn. Chào quý vị, an sinh xã hội khuyên mọi người lưu ý ngay về điều này. Chắc có một số vị cũng biết là điều gì, liên quan đến scam. Những cái tình trạng gạt gẫm liên quan đến an sinh xã hội và cũng liên quan đến Medicare luôn. Đó. Thì hàng năm, năm nào cũng vậy hết. Rất nhiều quý vị bị gạt gẫm bởi vì quý vị thấy ở thời điểm hiện tại cái thời công nghệ thì nó ảnh hưởng rất là nhiều đến những cái tình trạng gạt gẫm bởi vì kẻ gian có thể tìm kiếm cái thông tin của mọi người rất là dễ dàng hơn và cái công nghệ cũng đưa đẩy đến những cái khả năng mà họ có thể tiếp cận, có thể giả tạo thành nhân viên đặc biệt là nhân viên của an sinh xã hội và có những cái cách khác uh, cách này cách kia mà họ có thể uh, thực hành để mà tiến gần những quý vị đặc biệt là những quý vị cao niên để mà tìm cách gạt gẫm ha. thì quý vị cũng thấy an sinh xã hội thông báo rằng là hãy lưu ý cái tình trạng này càng ngày càng tăng lên uh, một số người gạt gẫm này cũng đã bị bắt nhưng một số khác thì lại thì lại xuất hiện thêm hầu như ngày nào cũng vậy có rất nhiều quý vị báo với an sinh xã hội của Medicare rằng hey có phải là an sinh xã hội vừa liên lạc tôi để mà nói với tôi là có quyền lợi này quyền lợi nọ gửi cho tôi mà không có được hoặc là cái số an sinh xã hội tôi bị này bị nọ hay không hay là Medicare của tôi có sự thay đổi, thì thay đổi nọ, hay là có quyền lợi này, quyền lợi kia, được nâng cấp, có phải hay không ha. Thì đây là những cách mà uh, kẻ gian giả tạo. Và một số sự giả tạo này thì họ giả mạo thành nhân viên của chính phủ, nhân viên của an sinh xã hội, hay là nhân viên của Medicare, để mà giải tiếng gần hơn, làm cho mình tin tưởng hơn. Họ có thể giả thành có những cái... Uh, một số vị nhận được những cái cuộc gọi hay là những cái sự liên lạc qua email hay là những phương tiện khác nói rằng là đúng đàng hoàng mà tại vì họ có trình ra là cái ID của họ là từ nhân viên của chính phủ rõ ràng hết là như vậy như vậy. Và những cái đó là họ giả tạo chứ không phải là uh, nhân viên sinh xã hội uh, mà liên lạc với quý vị hoặc là Medicare liên lạc với quý vị. Ha. Mình khuyên đó, và nhiều nhân viên sinh xã hội cũng khuyên và Medicare cũng khuyên là đừng có cung cấp cái thông tin gì cho những cái nguồn này hết. Nhân viên của an sinh xã hội Medicare chỉ liên lạc với quý vị nếu mà quý vị đang trông chờ cái cuộc gọi hay cái sự liên lạc đó từ họ bởi vì khởi đầu là mình liên lạc họ trước để mà khai cái quyền lợi hay là hỏi han về đề tài này đề tài kia thì họ mới liên lạc lại mình và khi họ liên lạc lại mình thì họ không có ép buộc mình là phải thực hiện điều này điều kia nhanh lẹ vân vân nên quý vị hãy lưu ý những cái cuộc gọi này thường thường nhắm vào làm sao mà họ có cái thông tin của mình rất là dễ thôi không quý vị bây giờ chỉ cần vào google thôi đó, thì có thể tìm ra được coi là thông tin của ai và ở cái tuổi nào thì kẻ gian dùng như vậy có thể là vào internet vào mạng để mà tìm ra những thông tin quý vị từ 65 tuổi trở lên là biết rằng là cơ hội người đó sẽ có uh, những cái chương trình như Medicare hay là quyền lợi sinh xã hội rồi nhắm vào uh, khai thác những cái thông tin từ uh, người đó uh, để mà có thể liên lạc ví dụ như là số điện thoại hay là địa chỉ hay là email xuất hiện ra thì họ liên lạc. Thì khi mà họ liên lạc như vậy không phải là không phải là họ phải làm việc cho chính phủ mới có được những cái thông tin đó. Uh, từ nơi mình đặc biệt là những quý vị cao niên đó, thì có thể là cái thời gian mà mình làm việc bây giờ là mình ở tuổi hưu trí rồi thì khi mình tờ thời gian mình làm việc thì có thể là mình không có tiếp cận những cái công nghệ để mà có thể biết rằng là những cái cách mà tìm ra thông tin thì rất là dễ dàng chứ không phải là một nhân viên của chính phủ mới có thể tìm được những thông tin đó nên khi mà họ gọi mình rồi cung cấp những cái thông tin thông tin nọ về mình rồi kêu mình xác nhận coi có phải đúng hay vậy hay không thì mình xác nhận xong rồi mình đưa thêm những thông tin khác nữa có một số quý vị mà chính mình gặp thì liên lạc và nói rằng à, có phải anh xin sinh xã hội gọi tôi hay không kiểm tra cho tôi coi bởi vì hả, họ biết tên tôi địa chỉ tôi điện thoại tôi rồi kêu xác nhận một số thông tin chẳng hạn như xác nhận số uh, trong hồ sơ của tôi hoặc là số an sinh xã hội uh, số nhà băng có phải đang nhận tiền an sinh xã hội uh, mỗi tháng tự như vậy hay không Quyền lợi sắp được tăng thêm rồi để xác nhận rõ ràng để mà gửi cho đúng người thì quý vị hãy lưu ý những cái đó là những cái sự giả mạo và khi quý vị cung cấp những cái thông tin như vậy liên quan đến số an sinh xã hội hoặc là nhà băng của quý vị là họ có đầy đủ thông tin để mà họ có thể sử dụng và trộm cắp uh, cái thông tin đó để mà mở ra những cái tài khoản này hoặc là một số quý vị nói rằng là ủa sao người nguồn tiền của tôi một số tiền trong nhà băng của tôi bị mất à, vân, vân ha thì đó là cái mà cần lưu ý nha thường thường đó khi mà họ gọi thì họ nhắm vào con người nào thì họ sẽ dùng cái thủ đoạn nào ví dụ họ thấy mình sợ hãi thì họ giả làm nhân viên chính phủ rồi đưa ra à, những cái này cái nọ một số vị nói rằng ồ tôi có à, người thân đưa ra những cái tên chẳng hạn như vào trong google thì tìm ra cái tên của một người thì đôi khi cái tên của một người đó thì có những cái dòng tên khác liên quan đến thân nhân thì họ cung cấp ra những cái tên mà trong gia đình mình làm cho mình tin tưởng rằng là chắc nhân viên chính phủ mới biết được những cái thông tin như vậy rồi họ nói rằng là người đó đang bị này bị kia rồi cần mình xác nhận để mà kết nối điện thoại rồi trước khi kết nối điện thoại thì phải cần mình đưa cái thẻ để mà trả chi phí mới kết nối được người thân cho mình rồi khi mình cung cấp cái thông tin như vậy thì điện thoại bị tắt ngang luôn bởi vì họ có đủ cái thông tin về cái thẻ của mình để làm những chuyện khác rồi ha và hầu hết những cuộc gọi này đó là họ làm cho mình sợ hãi rồi họ phần đông là nhắm vào để mà hối thúc mình cung cấp cái thông tin về tài chính của mình hay xác nhận điều này điều kia để mà thực hiện à, kiếm cơ hội để mà lấy tiền của mình ha nhân viên sinh xã hội, nhân viên chính phủ thì quý vị thấy rồi, chẳng hạn như quý vị nào khai hưu rồi đi hay là khai cái gì tự sinh xã hội đi thì không bao giờ thấy nhân viên mà gọi đến mình mà hù dọ mình hết. Mặc dù một số quý vị có thể là có tình trạng mà mình có cái món nợ nhận tiền hố rồi đòi lại thì thường thường là quý vị thấy lá thơ đến mình trước rồi kêu mình phải liên lạc với sinh xã hội trong cái khoảng thời gian uh, vài chục ngày kế tiếp để mà giải quyết cái vấn đề này mà trong lá thơ đó không bao giờ mà hù dọ nói rằng là không liên lạc lại là sẽ bị bắt hay là bị cái gì, bị này, bị nọ hết. Và khi mà nhân viên an sinh xã hội hay Medicare liên lạc, quý vị là có những cái thông tin ấy rồi. Và quý vị thấy đó, trong thời gian những năm qua thì cái số an sinh xã hội, những lá thơ vị nhận đó, không có còn xuất hiện cái số an sinh xã hội nằm trên những lá thơ đó nữa. Đó mà đổi bằng cái cái cái, cái uh, con số khác để mà tránh những cái tình trạng uh, mà mà bị đánh trộm hay là những lá thơ quý vị có rồi uh, không có mà xé nó đi Rồi có thể vứt đi là người khác thấy được cái số sinh xã hội trên những lá thơ đó nên xã hội đã đổi cách khác không có còn những cái số sinh xã hội nữa nên khi mà nhận được những cuốn, cuộc gọi từ điện thoại hay là những cái tin nhắn kêu mình xác nhận cái số an sinh xã hội của mình thì một số quý vị lại xác nhận cái số an sinh xã hội của mình mà cái trường hợp đó là Medicare cũng vậy quý vị thấy cái thẻ Medicare của quý vị bây giờ không có cái số an sinh xã hội trong đó nữa và những lá thơ tự sinh xã hội cũng không có nữa nên khi mà nhận được những sự liên lạc kêu quý vị xác nhận những cái thông tin như vậy là quý vị thấy nó có cái gì sai sai rồi đó mình mà cung cấp là coi như là mình bị đánh cấp ha nên an sinh xã hội khuyên quý vị hãy lưu ý là những cuộc gọi hay những sự liên lạc như vậy đó thì tốt hết là đừng có làm gì hết, gặp cuộc điện thoại như vậy thì cúp cuộc điện thoại đó hoặc là ai hù dọa thì mình có thể gọi đến uh, cảnh sát ở địa phương của mình hoặc là cần xác nhận cái này cái kia thì quý vị có thể gọi đến uh, an sinh xã hội thẳng đến an sinh xã hội và uh, Medicare để mà xác nhận cái này cái kia. Chứ đừng có bao giờ mà cung cấp Những cái thông tin cá nhân của quý vị Qua những cái sự liên lạc như vậy hết ha? Và đặc biệt là đừng có cung cấp Hay là xác nhận cái uh, Tài khoản nhà băng của quý vị Hay là cái thẻ tín dụng credit Hay là debit uh, card Cái này cái kia gì hết Và khi mà họ gọi hay liên lạc quý vị Mà đưa quý vị một số điện thoại nào đó Mà quý vị gọi lại thì đừng có liên lạc lại Cái số đó ha nên an sinh xã hội khuyên mọi người hãy lưu ý bởi vì từ đầu năm đến bây giờ thì cái tình trạng này lại xảy ra rất là nhiều và rất nhiều quý vị, nhiều quý vị bị những kẻ gian này khai thác và đánh cắp thông tin của mình rồi ảnh hưởng đến tài chính của mình, trộm cắp uh, danh tính của mình để mà uh, nhắm vào để mà lấy tiền của mình hay là làm chuyện này chuyện nọ không có tốt cho mình. Hết. đó là một tí về đề tài này có gì mình sẽ trả lời những video sau chào quý vị